kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin Trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp cùng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội những ngày qua có gì đáng lưu ý? Chúng ta sẽ cùng cập nhật qua ống kính an ninh quý vị nhé. Thưa quý vị, thời gian gần đây do chưa có quy định cấm cụ thể nên việc mua bán và sử dụng bóng cười trở nên tràn lan và công khai. Trong tưởng như bình thường nhưng chơi và hít hơi bóng cười lại ẩn chứa nhiều mối nguy hại vì người hít khí ở trong bóng sẽ bị chìm đắm trong ảo giác đê mê. Nếu sử dụng lâu ngày hay quá nhiều sẽ dẫn đến ức chế thần kinh gây đột quỵ. Nhằm hạn chế thực trạng này, tại thành phố Đà Nẵng, công an thành phố này vừa tạm giữ lượng lớn bình khí dinitơ monoxit N2O và 5.000 quả bóng cười chưa qua sử dụng. Đây là lượng lớn bóng cười và bình khí N2O lớn nhất được phát hiện tại thành phố Đà Nẵng. Vào khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã bất ngờ kiểm tra một kiosk trên đường Nguyễn Thái Bình, quận Liên Chiểu. Qua kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ tại đây 99 bình khí dinitơ monoxit N2O và 5.000 quả bóng cười chưa sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 51 bình khí N2O không rõ nguồn gốc tại kho hàng của một nhà xe gần đó. Tất cả vật dụng trên đã được lập biên bản tạm giữ. Tổ công tác chống buôn lậu của đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng An Giang vừa phát hiện và thu giữ 7 tấn sắt phế liệu nhập lậu. Số phế liệu này được đưa từ Campuchia về Việt Nam. Ngày 8 tháng 7, Tổ công tác chống buôn lậu của đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn xã Khánh An. Khi đến sông Hậu, đoạn thuộc tổ 1 ấp An Khánh, xã Khánh An, thì phát hiện trên sông có một thuyền gỗ có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện thuyền gỗ chở theo 7 tấn sắt phế liệu dạng chỏ lon sắt ép thành khối. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện đồng thời cũng là chủ sở hữu của số phế liệu đã không xuất trình được hóa đơn giấy tờ hợp pháp của số phế liệu nên đã bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ. Tối qua ngày 9 tháng 7 trên địa bàn xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 cháu nhỏ bị tử vong. Vào khoảng 19 giờ tối ngày 9 tháng 7, trên đoạn đường liên xã Cẩm Huy, Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi 3 cháu bé sinh năm 2006 và 2015 chở nhau trên xe đạp điện đang trên đường từ xã Cẩm Huy về xã Cẩm Yên thì bất ngờ va chạm với xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 30E41382 do Bùi Thanh Trung sinh năm 1986 trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội điều khiển. Tai nạn khiến tất cả 3 cháu bé tử vong. Lái xe sau đó đã đến trình báo tại cơ quan công an. Ngay trong sáng nay 10 tháng 7, ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đến thắp hương thăm hỏi đồng viên gia đình 3 cháu nhỏ bị tử vong. Thưa quý vị, vay tiền với lãi suất quá cao, nhiều người lâm vào cảnh khánh kiệt, bị siết nợ, mất nhà cửa, vườn rẫy là tình cảnh chung của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Đây đang được coi là vấn nạn nhức nhối tại xã vùng sâu vùng xa này. Tháng 5 năm 2017, chị Thị Lợi, thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã vay 50 triệu đồng từ một đối tượng tên Nhung tại địa phương. Số tiền này được chị dùng để đầu tư chăm sóc vườn rẫy và tiêu dùng trong gia đình khi cây điều liên tục mất mùa. Không hiểu biết về lãi suất, đến hạn trả tiền gốc, chị tiếp tục vay nóng tiền của Nhung để trả nợ. Đến nay, số tiền gốc và lãi của chị đã tăng lên thành 500 triệu đồng, trong sự tuyệt vọng của cả gia đình. Chị mới tin xong chị về là 10 ngày nó còn lại, 10 ngày nó còn lại chị ạ. Ôi, trời này chắc mắc bay rồi, chắc chết rồi. Đây cũng là tình trạng của hàng chục hộ dân khác tại xã Bù Gia Mập. Thủ đoạn của đối tượng này là cho người dân vay tiền và chỉ viết giấy cho vay không công chứng. Cứ 10 ngày, người vay phải trả tiền lãi một lần, nếu không có điều kiện trả số tiền lãi được nhập vào tiền gốc. Trong một năm, người vay phải trả hết số tiền này. Nếu không trả nợ được, các đối tượng này tiếp tục cho vay để trả nợ và viết giấy nợ mới. Với thủ đoạn này, số tiền vay bị nhân lên rất nhiều lần. Hiện nay, hộ có số tiền nợ ít nhất là 300 triệu đồng. Và cao nhất là 1 tỷ 400 triệu đồng.
để cho về mà nhiều hơn nữa nói về. À, cuối cùng là về 60 triệu đó là cuối cùng là từ đó tới giờ là nó là hết là 300 triệu mà kêu 8 giờ 9 giờ tối đi vô tới nhà. Đi đòi là bốn thằng cái tại cái gì nó xong hết cái gì nó thứ. Chúng ta xong hết. Thì rồi là chú không có chưa có tiền bây giờ không có như thế nào. Anh và mày phải ráng lo cho tôi chứ. Theo tìm hiểu, đối tượng cho vay nợ là người địa phương, nắm rõ đời sống bà con dân tộc hàng ngày, biết được hộ nào có nhà cửa, vườn tược, có nhu cầu vay tiền hoặc cần tiền đáo hạn ngân hàng, nên đã dụ dỗ cho người dân vay tiền với lãi suất cao. Khi người dân không trả được thì cho người đến nhà đập phá, quấy rối. Bà con cũng đã có những phản ảnh. Chúng tôi cũng đã vào cuộc và chỉ đạo công an là vào kiểm tra và mời các đơn vị này, các đơn vị mà đòi nợ thuế này là phải đòi nợ trên tinh thần là pháp luật cho phép, chứ không phải vào là hù dọa nhân dân rồi là có những hành động nó không tốt. Địa phương nhận định trong điều kiện giá cả các loại nông sản tiếp tục xuống thấp, đời sống người dân tộc thiểu số gặp khó khăn như hiện nay sẽ là cơ hội cho các đối tượng cho vay nặng lãi, dụ dỗ người dân vay tiền. Nên tình trạng cho vay nặng lãi sẽ còn diễn biến phức tạp tại khu vực này. Thưa quý vị, tín dụng đen không thể được xem là giải pháp hay, là cứu cánh của các gia đình túng quẫn. Chính vì vậy, hãy thật sự tỉnh táo để không rơi vào bẫy của các đối tượng chuyên cho vay nặng lãi. Bản tin trước ống kính chiều nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị có thể truy cập vào địa chỉ brt.vn để theo dõi lại những bản tin đã phát trên sóng truyền hình. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý vị gửi về hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào 18 giờ ngày mai trên kênh truyền hình BRT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.